Thưa quý vị, mỗi một giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho một người. Những người tình nguyện hiến máu, họ không mong nhận lại được sự đền đáp nào khác ngoài hy vọng cứu sống được thêm nhiều người hơn. Để ghi nhận bày tỏ sự biết ơn đến những người đã hiến máu và tiếp tục hiến máu nhắc lại, năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các Hiệp hội Người Hiến Máu Thế giới đã chọn ngày 14 tháng 6 hàng năm, cũng là ngày sinh của người đầu tiên phát hiện ra hệ nhóm máu ABO, làm ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Mỗi năm, một thông điệp sẽ được chọn ra cho ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Năm 2021 này, thông điệp được chọn là hiến máu và giữ cho thế giới chung nhịp đập. Đây là một thông điệp mang nhiều ý nghĩa. Bởi chỉ có chung tay, đoàn kết, các quốc gia trên thế giới mới có thể cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Trong giai đoạn này, nguồn máu dự trữ trong ngân hàng máu của Việt Nam đã có lúc giảm đến mức báo động bởi những tác động tiêu cực của dịch bệnh. Nhiều lịch hiến máu đã phải hủy bỏ, không ít người dân cũng lo lắng nên hạn chế tới những nơi đông người, trong đó có các điểm hiến máu tình nguyện. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị của các cơ sở y tế trên toàn quốc. Tính riêng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trong tháng 5 năm 2021, đơn vị dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 32.000 đơn vị máu, nhưng thực tế có thể chưa đạt tới 50%. Trung bình mỗi ngày, viện cần tiếp nhận 1.000 đơn vị máu để phân bổ cho các tỉnh thành, nhưng nay chỉ đạt khoảng 20-30%. Kho máu cũng chỉ còn khoảng 6.000-7.000 đơn vị, không thể cung cấp đủ cho các đơn vị có nhu cầu. Viện chúng tôi thì cung cấp máu cho 177 bệnh viện của 26 tỉnh thành. Thế cho nên là rất nhiều bệnh viện gần như chúng tôi chỉ cấp được khoảng 10-20% và phải ưu tiên cho các bệnh viện mà trường hợp cấp cứu cũng như là các cái nơi vùng dịch đang diễn ra mà không lấy được máu. Và ngày trước thì chúng tôi có thể các bệnh viện một tuần chúng tôi đến 1-2 lần đưa máu đến. Nhưng bây giờ vì máu ít quá cho nên là có những ngày một bệnh viện chúng tôi phải đi 3 lần cấp máu để cứ có là phải cấp cho. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện cũng có 700-800 bệnh nhân điều trị nội trú. Tình trạng khan hiếm máu cũng khiến họ gặp khó khăn. Hiện tại, kho máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thiếu tất cả các nhóm máu do lượng người tới hiến máu giảm nhiều. Để bảo đảm an toàn cho người tới tham gia hiến máu, hiện các điểm tiếp nhận máu cố định đã được trang bị đầy đủ biện pháp phòng dịch. Chúng ta tổ chức các buổi hiến máu làm sao để có cái giãn cách nó tốt. Cái quy trình đi lại làm sao nó phù hợp, nó rút ngắn được cái thời gian cho người bệnh và bổ sung các biện pháp khai báo y tế rồi các biện pháp khử khuẩn. Cũng như là đối với tất cả cán bộ nhân viên của chúng tôi đều hàng tuần phải được xét nghiệm COVID để đảm bảo thứ nhất là nhân viên chúng tôi phải an toàn thì mới đi lấy máu được. Thứ hai là được 100% cái cán bộ nhân viên y tế mà tham gia tiếp xúc bệnh nhân và người hiến máu đều phải tiêm phòng COVID. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Kỷ niệm ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu, giữa lúc lượng máu dự trữ đang giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh và thực hiện mạnh mẽ hơn nữa nghĩa cử cao đẹp này. Đối với người bệnh, người hiến máu tình nguyện thực sự là những anh hùng vì đã đem tặng món quà vô giá của họ cho người xa lạ khác. Chính nhờ những giọt máu hồng được cho đi mà mỗi năm hàng trăm triệu cuộc đời đã được ở lại trên toàn thế giới.